Rồi sau đấy mình làm cái lò hun khói. Lò hun khói hả? Cái này để làm cái gì, chả nhẽ bỏ phân vào đây thật hả? Nghe mình thử bỏ miếng thịt vào được không? Không được mấy ông ạ. Tôi nghĩ chắc là phải bỏ phân vào thật đó. Để lúc nào tôi nghiên cứu cái này xem. Tiếp. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Game Over nha. Thì ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ phải làm cái chỗ để trồng lúa. Phải trồng lúa sớm để mình mới bắt được bò với cừu lại, chứ không thể để bọn nó chạy lông nhông ở quanh đây thế này được. Thì trước khi kiếm chỗ trồng lúa thì mình nghĩ mình cần phải đi lấy gỗ. Thì hôm bữa là mình vừa đi ra từ khu rừng á. Mà bây giờ cái khu rừng nó xa quá, mà đây mình đếch nhìn thấy gì nữa rồi. Hình như là ở bên kia núi hay sao ấy nhỉ. Ok, thì cái đoạn mà mình đi lấy gỗ này thì mình sẽ bỏ qua nha. Mình sẽ bỏ qua rồi mình tua đến cái đoạn tiếp theo để cho đỡ mất thời gian các bạn nha. Ok, let's go nào. Ok, thì nãy thì mình có tiện tay mình lấy được luôn là 4 thỏi sắt này. Thì cũng may. Nhưng mà nó... Nếu mà mình không có sắt ấy thì là tẹo mình sẽ không có cái gì để bây giờ làm xô cả. Bây giờ mình hơi tiếc 4 thỏi này xíu, nhưng mà thôi, để sau mình lấy thêm cũng được. Bây giờ là mình xây thôi cái nhỉ. Đừng nên xem là mình nên xây nó ở chỗ nào đây. Mình xây ở đâu bây giờ? Chỗ nào mà mình có thể quan sát được. Đây, chỗ này đi. Và chỗ này nó gần chuồng bò. Sau này mình sẽ bắt bò ở đấy mà cho nó gần. Hay là mình xây ở đây đi. Ở đây, mình xây chỗ này. Giờ mình cần đập hết chỗ đất này đi. Về cái phần xây này thì thực sự là mình muốn ngồi mình nói chuyện với các bạn nhiều hơn, nhưng mà mình sợ là nó hơi nhàm chán xíu. Ủa, cái đéo gì đây? Cái này cái đéo gì đây? Mình sợ rằng là nó hơi nhàm chán xíu, cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ tua nhanh rồi mình lồng nhạc vô. Cứ còn ngồi nói không xây thì chắc các bạn sẽ thấy nó hơi bị nhạt á, kiểu như là chán không xem được lâu á. Cho nên là lần sau nếu các bạn thích theo phong cách nào, nghĩa là mình vừa đập vừa xây, mình vừa bốc phét với các bạn, hay rằng là mình đơn giản là mình bỏ nhạc vô thôi. Thì đấy, nếu các bạn thích theo cái phong cách nào thì các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới để mình biết, để mình làm. Từ từ để nguyên mình xem được xô sắt chưa rồi. Sắt giờ nhìn hay vậy. Nhìn nó khác ngày xưa. Cái xô nhìn nó cũng khác luôn này. Cái phiên bản này khá là hay. Được đấy. Mình bắt đầu thích cái phiên bản 1.14 này rồi đấy. Chắc là mình sẽ làm nhiều video hơn về cái series sinh tồn. Nước đâu rồi? Nước đâu rồi? Đây. Tôi đi lộn bên. Rồi, múc. Rồi, đi lên. Và mình cần phải làm thật là nhanh trước khi trời nó tối. Ở đây mà nó tối gặp nhiều quái vật quá. Tôi không biết sao nó sửa cái phần đấy làm nhiều quái vật xuất hiện hơn hay sao ấy. Rồi. Đây, mình làm chỗ này đi. Chỗ này cho nó rộng rãi mà nó thoáng mát. Đầu tiên ấy thì là chúng ta cần phải có gỗ cây rừng. Mình nghĩ là mình sẽ đặt nó cách cái chỗ này ra một xíu. Đây, mình đập hết cái hàng này đi đó. Đập cái hàng này đi. Rồi, để cách ra tầm khoảng là đây đi. Rồi, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 à? 7 ô rồi. 8, 9, đây, ô. Tí nữa thì hỏng. Rồi, 9 ô ở đây này. Đây một cái, thì cái phần xây cái chỗ ruộng lúa này của mình sẽ xây hơi khác nha. Như trong cái phiên bản 1.12.2 của mình ấy, thì mình xây là nó có cái cối xây gió, nhưng mà lần này mình không xây cái cối đấy nữa. Đấy, nếu mà có xây thì mình sẽ xây vào một dịp khác, còn bây giờ mình sẽ làm đơn giản là để tiết kiệm tối đa thời gian và để sinh tồn thôi. Nhưng mà nó cũng nhìn nó đỡ bị ô đẹp. Đặt trên lúa được luôn hả? Đặt trên cái ngọng cỏ được ạ. Ảo vãi. Rồi, tiếp theo là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ở đây đi. Cho nó dài 11 ô. 1, 2, 3, 4, 5. Ơi đệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một sub, một like, một share nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà giờ lượt sắp của mình nó mới đạt được để đâu ra, để tạm đây đã, mình chưa để ở đây đâu nha. Mình sẽ làm cái phiến tiếp theo, chúng ta cần phải làm thật là nhiều phiến đá. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà giờ mình đạt được 2000 sắp rồi, mình rất là vui luôn, rất là vui, rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều luôn ấy. Xem nào, mình để nó lên một ô đi.
Rồi để nó xanh như thế này. Rồi sau đó đập này đi. Rồi để lại. Đó, mình để nó cao lên như thế này. Rồi 1, 2, 3 ô rồi đúng không? 4 này. 3 ô hay là 4 hồn? 4 thì sợ nhiều. 5 đi. Rồi 5 đi. Đéo rồi. Để 5 ô cho nó chất. Để sau mình thích thì mình làm rộng lên xíu cũng được. Đó, 5 ô. Chứ 3 ô thì mình sợ nó bé quá, mà 4 ô thì lại là số chẵn. Tôi không thích số chẵn tí nào. Vì trong số chẵn ở trong Minecraft này nó làm nhiều cái nhìn nó xấu lắm. Nên là mình nên làm số lẻ thì đẹp hơn. Đó. Rồi. Tiếp đến là mình cần một cục đặt ở đây. Một cái cục nữa mình đặt ở đây. Và mình để cái đường đi xuống. Đây. Đó, hai. Đó, một cái nữa này. Rồi. Và tiếp đến ấy, thì là mình cần phải làm hàng rào đá. Thì bạn nào thắc mắc cái hàng rào đá nó như thế nào thì nó như thế này này. Đó. Mình cần làm đấy một ít nữa. Khá khá đấy. 6, 18 rồi. 24. Ở đây mình có nhiều gỗ này. Mình lấy được 2 stack 64. Nhiều thì cũng chả phải là nhiều. Nó gọi là tạm ổn thôi. Để nghe mình coi nào. Xem mình có nên làm thêm một ô không, hay mình để trực tiếp đây luôn. Làm thêm một ô đi cho đẹp. Làm thêm một ô. Tất cả lên thêm hết một ô đi. Mình cho nó chất. Rồi mình để cái này mình nối sang nhau nha. Thì cái video này không phải là video hướng dẫn xây đâu nha. Video này là video sinh tồn thôi. Nhưng mà mình tiện thì mình nói cho mọi người coi vậy. Thì nếu bạn nào thích cái kiểu phong cách như thế này thì xây thôi. Tiếp đến thì mình để nó ở đây. Cái này cũng vậy. Để ở đây, để ở đây. Cái này mình lấp luôn nha. Cái cửa mình sẽ làm sau nha. Giờ sao ra. Đây. Giờ đi ra lấy cái này về nữa này. Rồi, bắt buộc phải đi xuống rồi đấy. Giờ sao vô? Bắt cua vô thôi. Tiếp theo là mình để cái này vô trong đi. Để ở chỗ nào đó mình sẽ làm cái mái nữa. Cho nên là bắt buộc mình cần phải có cái này. Có cái này xong rồi. Bây giờ đến lúc mình cần phải dùng tới gỗ rồi này. Rồi đó, được khá là nhiều luôn. Mình cần hàng rào. Hàng rào gỗ. Rào gỗ à? Cái này nó không làm được số lượng lớn ta. Này tự động nó làm luôn cho mình. Bây giờ mình cần làm cái gậy đi. Stick à? Gậy đây nó không có tự động chế tạo gậy cho mình à? 3, rồi. Đó, khá là đủ đấy. Hàng rào tiếp. Cần rất là nhiều hàng rào gỗ luôn. Cái này nó làm cái kiểu phong cách này nó hơi tốn một tí. Bạn nào thích thì có thể làm, bạn nào không thích thì thôi vậy. Nhưng mà mình thấy khá là đẹp mà, chơi sinh tồn mà. Ngại gì việc lấy, các bạn chỉ việc đứng và chặt cây thôi mà. Đập đá thôi, đâu có gì phải lười đâu đúng không? Rồi, chúng ta cần thêm tí nữa. Thank you.
mái rồi, bắt đầu là mình đến cái phần ruộng lúa này của mình. Cái phần này thì nó hơi nhỏ nhỉ, sau này mình mở rộng ra sau nha. Giờ tạm thời là như vậy đi. Chỗ này mình làm này hình như là nó không được đẹp cho lắm. Đây, mình sửa lại cái này. Mình sẽ đặt cái này đi. Cái này xong đặt cái này à. Nhìn nó kỳ kỳ nhỉ. Nếu mà có cái đèn bí ngô cơ, mình có cái đèn bí ngô mình đặt bên trên thì nó đẹp hơn. Nhưng mà tiếc cái là mình không có. Rồi đó. Đặt như thế này cũng là gọi là tạm ổn rồi. Giờ ruộng lúa thì mình cần có nước. Nước thì đây, tôi có đây rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ kiếm một cái ô nào đó mình đập ra nào. Đây chỗ này nhá. Chỗ này, chỗ này. Thôi mình làm cổng vào trước đi để mình còn đi ra mình múc thêm lần nước nữa. Cái cổng vào này. Rồi chúng ta đã có cổng vào, bây giờ mình để ở đâu? Để ở đâu bây giờ? Để chỗ nào mà nó phải chuẩn. Đây nhá. Thấy đây. Chết cha toàn số chẵn á. Ờ nhỉ, 9 ô thì đúng ra mình phải đặt cái này cách ra một ô chứ. Chết cha rồi. Giờ nó là số chẵn rồi. Số chẵn thì mình đành phải đặt ở sát góc đi. Nếu mà nó đã là số chẵn thì chỉ có để sát góc thì may ra nhìn nó mới đỡ. Ở đó. Giờ thì mình cần đặt hai chỗ nước. Chỗ này. Với cái kia cách ở đây 2 ô đúng không? Thì cái này cũng vậy, cách đây 2 ô chỗ này. Rồi đó, là mình cần múc thêm nước này. Xong tẹo mình làm cái cuốc nữa. Mình có củ khoai tây đây rồi. Tẹo mình lái giống khoai tây luôn. Rồi múc thêm nước lên. Thì nếu các bạn thấy cái series này hay ấy, thì đừng quên bỏ lại cho mình một sub, một like. Mình biết là mình nói cái này hơi nhiều trong một video rồi, nhưng mà mình mong rằng là mọi người kéo xuống sub cho mình để ủng hộ mình. Mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Lúc nào mình kiếm được cái lá gì nhỉ? Lá nó gọi là lá nằm trên nước ấy. Đấy thì mình sẽ thay vào cái chỗ này. Mà giờ chưa có. Rồi tiếp theo là mình cần cái cuốc. Cuốc để đây. Giờ nó có cái này tiện rồi, mình đỡ cần phải làm ấy nữa. Đỡ cần phải đặt vô nữa. Rồi bây giờ mình xúc hết đất đi. Nhìn đất đây xúc lên nhìn hay vãi. Nhìn hay, nó không như ngày trước. Nó ngày trước nhìn xấu vãi, giờ nhìn đẹp vãi. Đẹp vãi cả lòng. Rồi ấy luôn đi cho nó lành. Rồi tiếp theo thì là mình cần ấy đâu rồi, cái hạt giống đâu rồi, cái hạt giống mình để đây à. Hạt giống với khoai tây này lấy thay vào thôi. Còn cái thùng ủ phân nữa, mình sẽ test thử cái thùng ủ phân xem nó có cái tác dụng gì. Nhiều lúa phết nhỉ. Mình cần đặt càng nhiều càng tốt, sau mình có thể bắt bò. Rồi khoai tây để đây, cà rốt sau cũng có cái thùng ủ phân đâu xem nào. Còn khung cửi để làm cái gì ta? Tôi không biết cái khung cửi để làm cái gì cả. Cái thùng ủ phân nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Đâu rồi? Khung cửi. What that? Quên phải ấn vô đây chứ nhầm. Bàn rèn, lại còn có cả bàn rèn nữa cơ. Ở đây có nhiều cái hay quá mà mình không biết nữa. Thùng một phân này, để mình xem cái này có tác dụng gì. Cái này thì để làm cái gì ta? Cái này để làm cái gì, chả nhẽ bỏ phân vào đây thật hả? Nghe mình thử bỏ miếng thịt vào được không? Không được mấy ông ạ. Tôi nghĩ chắc là phải bỏ phân vào thật đó. Để lúc nào tôi nghiên cứu cái này xem. Tiếp đến là chúng ta còn có một cái vạc và máy phân phát thì chắc tập tới mình cần phải đi mai rồi. Bàn vẽ bản đồ nữa này, cái phễu nữa này. Ở đây có nhiều cái mới quá, đèn lồng và lò hun khói. Chắc là mình làm cái kia đi, cái kia cái để nướng cái lửa trại này. Rồi, ok mình làm cái lửa trại để đây đi. Đó. Rồi giờ mình nướng thịt thôi. Tiếp nướng tiếp. Rồi đó, nướng thịt này. Rồi giờ mình đi đặt đuốc. Mình đi đặt đuốc để cho tối nó còn phát sáng chỗ này lên. Ở đây đuốc thì chắc là mình đặt luôn ở đây đi.
một. Bên đây nữa, hai này. Bên trong này thì mình sẽ đặt ở chỗ này. Chết rồi, mình thiếu than rồi. Đây, có một than ở đây. Mình chắc mình phải đi mai rồi. Tập tới là mình bắt buộc phải đi mai rồi. Tập tới mà không đi mai là mình sẽ không có cái gì để mà làm luôn á. À, rồi, tiếp đến là đặt cái này sang này. Đặt cái này sang. Để mình có chỗ mình đặt đuốc ấy mà. Đó. Rồi, thế là có chỗ đặt đuốc. Khá là tuyệt đấy nhỉ. Đi thôi. Bây giờ thì nó cũng khá là nhiều rồi. Hôm nay mình hoàn thành được xong cái này. Nếu mà mình có bột xương. Có luôn ạ. Ủa từ từ. Bột. Ui. Các ông nghe thấy tiếng gì không? Tôi nghe thấy cái tiếng gì như. Nó kinh cực luôn đấy. Nó là tiếng dưới hang à? Kỳ cục vãi. Ghê vãi. Là mình cần nhân giống cái khoảnh. Ố đủ. À cái thịt ạ, nó băng, nó bắn xuống đây. Rồi đó. Ô được cái gì nữa này. Khoai tây độc à. Khoai tây độc thì làm sao. Ủa sao được có một củ vậy. À bốn củ đây, đây 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 đây. Nhầm tôi nhầm. Ơi chết không được ăn. Còn cái khoai tây độc này thì mình bỏ lên nướng được không. Không được rồi. Cũng không ấy được, chắc chỉ có mang ra bỏ lò thôi. À, lò hun khói, để tôi xem cái lò hun khói nó làm nào. À, lò hun khói đâu rồi. À thân cây gỗ rừng à. Mình cần làm cái lò nung trước. À, mình có cái lò nung này. Rồi sau đấy mình làm cái lò hun khói. Lò hun khói hả. À, đây. Mình nghĩ là mình cần than gỗ. Gỗ này được không? Gỗ này nó đích cháy được mấy ông ơi. Từ từ. Khoan, tôi về nhà tôi lấy than đã. Nhà tôi có than mà. Để trong cái ấy. Căn nhà tạm thời mình sẽ như thế này thôi. Mình chưa muốn sửa cái gì về cái nhà này hết này. Trong đây mình cũng chưa có gì để nhiều. Mình làm thêm một cái giường nữa trong đây là được rồi. Giường này. Giường. Một này. Thêm cái nữa đi. Giường đôi cho nó khỏe. Đó. Mình sẽ cất mấy cái này vô sau. Đây, cất luôn đi. À, những cái nào không cần lắm thì thối rữa. Trong đây không biết có cái phơi thịt giống như ở trong Epic Crab không. À đủ. Chết toi rồi. Thôi cũng được. Đây, mình lấy luôn than gỗ đi. Than gỗ với than nó cũng na ná nhau mà. Rồi, mình có than đã. Than gỗ này rồi mình sẽ mang ra kia. Mình test thử lấy thêm cục nữa cho chắc. Mình không biết cái lò hun khói làm gì ở trong này, nó có nhiều cái mới quá, mình cũng hơi tò mò, lúc nào mình sẽ khám phá sau. Rồi ok. Mình nghe tiếng zombie mấy ông ơi. Đâu vậy? Rồi tập tới mình sẽ đi mai rồi. Về mai xong rồi mình mới làm chuồng bò các thứ để mình sinh tồn. Mình đang đẩy nhanh tiến độ lên một xíu. Ok. Bạn nào muốn mình làm cái gì thì cứ comment ở bên dưới nha, để cho mình ý tưởng nha. Ờ hay lắm, giờ khoai tây độc này cũng đéo bỏ lò được luôn. Lò hun khói này không có tác dụng ạ. Khoai tây bỏ lò. Thịt heo chín. Đấy là lò hun khói thì nó làm được những cái đấy. Cái lò thường ở nhà mình nó không làm được hả? Hay sao mà phải làm cái lò hun khói? Thịt heo chín. Đúng ra lò nhà nó phải làm được chứ nhỉ? Cũng được mà. Thì nhá, cái lò nung này chỉ để nung thôi. Còn cái lò hun khói là để làm thức ăn à? Thì Minecraft này nó cũng rảnh đấy. Mô Giang giờ nó thiết kế nhiều thứ rảnh thật. Thì ok, tập này nó đến đây thôi. Tập tới thì mình sẽ đi mai nha. Cho nên là bạn nào thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một sub, một like, một share. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Nhờ có sự ủng hộ của mọi người mình mới có động lực để mình làm đến bây giờ luôn á. Cho nên là mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình trong các series sắp tới. Và không, trong các tập sắp tới. Chứ còn giờ mình đang rất là muốn làm cái series này nó dài dài một xíu nha. Ok, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nha.